Ê, dụ kèo anh em này, dụ kèo này, sao mà đứng yên dụ kèo này. Dụ này, lưu được vào đây. Bắt được mồi rồi này, bắt được mồi rồi nè. Nói thật với kèo là thằng Mỡ chơi chẳng hay, nhưng mà riêng về khả năng gọi là giả ngu với cả dụ kèo kinh lắm anh em. Kiểu làm trai ngoan là anh phải diễn đúng không? Làm trai trai ngu là anh vào vai ngay. Sun rises when I give the word. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ, và cùng đến với Vương Tử Sa Mạc Khalid, một trong những cái vị tướng đấu sĩ mà Mỡ rất ít khi làm, bởi vì cái vị tướng đấu sĩ này phải nói với anh em rằng là Mỡ không biết chơi. Cách đây khoảng độ 1-2 hôm thì nói thật với anh em là Mỡ không biết chơi, bởi vì là cái skill thứ nhất của cái vị tướng này là cái lốc xoáy sa mạc ấy là Mỡ không biết dùng. Đó, thì như ở tiêu đề video clip anh em đã thấy thì Mỡ khẳng định rằng là nếu như mà anh em lần đầu chơi cái vị tướng Khalid này thì chắc chắn phải đến gọi là 70-80% ấy, những cái người chơi mới chơi Mobile Legends sẽ gặp phải cái vấn đề giống như Mỡ. Và đó chính là cái lý do mà Mỡ không chơi cái vị tướng Khalid này. Cho đến cái thời điểm hiện tại, Mỡ mới nhận ra rằng là mình chơi sai cách, nên là cái vị tướng này mới yếu. Và hiểu được lý do vì sao cái vị tướng Khalid này ở thời điểm hiện tại đang được đánh giá là một trong những chất tướng đấu sĩ mạnh nhất nhì ở Mobile Legends ở thời điểm hiện tại, và có cái cấp rank rất là cao, tỷ lệ thắng rất là ổn và gánh team là ok la. Thì ở trong trận đấu này thì Mỡ cầm Vương Tử Sa Mạc Khalid không phải là đi lên SP anh em ạ, mà là bị đẩy cho đi rừng, bởi vì cái team này không ở hống ai muốn đi rừng hết cả. Team này cũng hống có xá thú luôn, team này chỉ có mỗi đó là ôn đớt kiếm đấu sĩ đi đường dưới mà thôi. Và ok la, ở trong trận đấu này Mỡ sẽ mang đến cho anh em đó là gameplay về Khalid nha, đi rừng và có cho mình để xem nào trận đấu này liệu rằng có gánh team thắng được không. Thì mới vào khởi điểm ý, thì Mỡ phải nói thật với anh em thì Khalid không phải là một cái chất tướng đi rừng ổn, bởi vì là Khalid nó sẽ phù hợp hơn khi mà chúng ta đi lên EXP để mà đè đối phương. Vì cái chiêu thứ nhất, cái lốc xoáy sa mạc của Khalid có khả năng dồn sát thương là rất mạnh, nhưng nó lại có một cái vấn đề ở đây là cái lốc xoáy sa mạc của Khalid dồn sát thương lên lính lại rất yếu, bởi vì là cái sát thương đến từ chiêu thứ nhất của Khalid nó chỉ có gây sát thương lên quái là chỉ có 50% sát thương mà thôi, tức là chỉ gây ra một nửa sát thương lên quái mà thôi anh em ạ. Ở đây là có Johnson này lao vào với cái bão ca tàn phá và xoay 1, xoay 2, xoay 3, có đam trừng phạt và yes, có được cái mạng gục của cái vị tướng Johnson. Rất nhiều anh em trong cái tình huống vừa xong là nghĩ là sát thương vừa xong đến từ bùa đỏ, không phải đâu anh em ạ. Sát thương vừa xong là đến từ cái trang bị dao đi rừng cấp 2 đó. Đấy là cái lý do mà Mỡ khuyên anh em rằng là ông nào đi rừng thì nên lên cho mình đó là cái dao đi rừng cấp 2 thật sớm, thậm chí là dao đi rừng cấp 3 luôn anh em ạ, để mà cho cái vị tướng này farm rừng nhanh hơn, có cái điểm trừng phạt cao hơn và quan trọng nhất là nhận được nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi ok. Để mà quay trở lại đối với cái chất tướng Khalid đi rừng ý, thì set trang bị Mỡ sẽ để ở góc dưới bên trái. Và cái bảng ngọc ở trong trận đấu này Mỡ sẽ sử dụng cái bảng ngọc sát thủ điểm tài năng liên sát để mà lấy cái khả năng hồi máu và tốc độ di chuyển, chứ Mỡ không lấy cái điểm tài năng cuồng huyết chiến tướng ở bên bảng đấu sĩ cho cái vị tướng này hút máu. Bởi vì bộ kỹ năng của Khalid là thuần về gây sát thương kỹ năng mà anh em, nhà Mỡ không lấy cái đấy, bởi vì là anh em tùy, cái này tùy vào lối chơi của anh em thôi. Nhà Mỡ là Mỡ thích cái kiểu gọi là truy đuổi và hồi máu ở trong giao tranh, cho nên là Mỡ không thích đánh kiểu kia lắm, Mỡ sẽ đánh theo kiểu này. Và ở đây là Mỡ thấy có ba đàng mới chỉ có level 2, anh ta đi đâu mà chỉ có level 2 vậy? Nhưng Mỡ có mặt ở đây, chiêu cuối bão cát tàn phá làm choáng được hai thành viên và ấy với yes, cái lốc xoáy sa mạc của Mỡ đã hạ gục đi được cái vị tướng ba đàng mang về cái mạng thứ hai của Mỡ ở trong cái trận đấu này rồi. Nãy Mỡ đang định nói gì nhỉ? Mỡ đang định nói rằng là ở cái con Khalid này có một cái sai lầm đến từ Mỡ cũng như là rất nhiều người mới chơi cái vị tướng Khalid này, người ta làm cái điều đó để mà khiến cho Khalid không được tối đa hóa sức mạnh ý. Đó là đến từ cái đến từ cái chiêu thứ nhất, cái lốc xoáy sa mạc của cái vị tướng này anh em ạ. Bình thường ý là ngày xưa Mỡ chơi Khalid ý thì hay có cái kiểu gọi là dùng chiêu một xong Mỡ còn nháy vào nút tấn công cơ, thì khi đó là Mỡ còn gọi là có thể đánh thường được mấy cái anh em ạ. Nhưng mà chính nhờ vào cái lốc xoáy sa mạc mà xong anh em còn nháy còn tấn công ý, thì nó làm chậm đi cái thao tác của vị tướng Khalid này, khiến cho những cái chất tướng tiên địch họ có thể thoát ra được khỏi bàn lốc xoáy của Khalid. Cho nên là Mỡ đã nhận ra được và Mỡ cũng đã có được là nghe rằng là có một số anh em bảo Mỡ rằng là ê khoan từ từ anh em nha, từ từ nha, ui hồi máu là đến từ vị trí của Mỡ
cái lưu xa thủ được kích hoạt và chấm dứt đến từ vị trí của Guinevere, một cái pha dụng kèo có thể nói là vô tình nhưng đầy may mắn khi trông thấy mỡ còn quá ít máu, Guinevere quyết định nhảy ra và câu trả lời ở đây là cô ta đã quá sai rồi. Chiêu thứ hai của mỡ còn kích hoạt một cái là được giảm 50% sát thương và được hồi lại máu, thế là Guinevere bay màu đó. Ok, thì hôm nay chúng ta đang chia sẻ về cái chiêu thứ nhất, cái bão cát sa mạc đúng không ạ, cái lốc xoáy sa mạc. Thì anh em có thể thấy đúng không ạ, nếu như mà chúng ta bật chiêu 1 ý và chúng ta chỉ ấn cái phím điều hướng di chuyển các thứ các kiểu chứ chúng ta không ấn nút đánh ý, anh em nhìn này, đó, lượng sát thương được gây ra là rất đều. Nhưng nếu chúng ta trong lúc mà chúng ta sử dụng cái lốc xoáy sa mạc này này và chúng ta còn ấn cái đòn đánh thương ý, thì cái con khe lịt này nó sẽ thêm cả những cái đòn đánh thương của nó vào nữa. Thì điều đó vô tình khiến cho cái chiêu thứ nhất của khe lịt trở nên khó dùng hơn, thao tác nó khó hơn, và đó chính là cái sai lầm của mỡ cũng như là có thể là rất nhiều anh em đã phải mắc phải ở trong cái quá trình chơi vị tướng khe lịt đây này. Và nếu như chúng ta dùng chiêu 1, anh em thấy không này, rất mịn đúng không ạ, rất mịn, và khe lịt dùng chiêu 1 rất là nhanh với ba lần quay. Ê, dụng kèo anh em này, dụng kèo này, giờ đương nhiên dụng kèo này, dụng này vào đây, bắt được mồi rồi này, bắt được mồi rồi nè, yeah, cầu tình đấy anh em ạ, tinh tế anh em không, đỉnh cao của dụng kèo đấy chứ đâu anh em. Nói thật với anh em là thằng mỡ chơi chẳng hay, nhưng mà riêng về khả năng gọi là giả ngu với cả dụng kèo kinh lắm anh em, kiểu làm trai ngoan là anh phải diễn đúng không, làm trai ngu là anh vào vai ngay không phải bad boy, làm trai ngu ngay, kiểu mình chơi ngu ấy, kiểu làm mấy cái hành động ngu ngu ấy là mình vào vai ngay lại mỡ rét anh em ạ. Ok rồi, thì xem nào. Đứng giữa là đang có giao tranh này, đứng giữa là team vui báo về Lapu Lapu hạ gục được Ba Đàng này. Chỉ số KDA của team hiện tại đang là 8 và 7 thôi. Nhưng có một cái điều mà 9 và 8 luôn, liên tục là những cái mà trao đổi chiêu thức và hạ gục kẻ địch và đổi mạng đến từ vị trí của các thành viên phía team mỡ. Mỡ sẽ lao vào, ui nhưng ở đây Johnson anh ta đánh hơi được, anh ta đã lùi về Ba Đàng, anh ta dịch chuyển xuống, anh ta mới chỉ có cái level 4. Chiêu thứ nhất của mỡ sai hụt cái là mất luôn cả 3 lần rồi anh em ạ. Bây giờ chuẩn cái chém thương này vào đây, đấm à, yolo trừng phạt để thêm sát thương chuẩn nè, và đó là cái mạng thứ 5 của mỡ, chắc chắn là như vậy rồi. Ở trong cái trận đấu này sử dụng cái lưu sa thủ hộ để mà có thể hồi lại được cái lượng máu, sau đó tiếp tục tham gia tranh. Thì cá nhân mỡ thấy rằng cái vị tướng Kelly này, cái ưu điểm của cái vị tướng này là mạnh ngay từ level 1 và có khả năng bám trụ lane và câu kéo sát thương trong giao tranh là rất dễ dàng đến từ cái chiêu thứ hai lưu sa thủ hộ. Nhưng để mà đánh giá về cái vị tướng này ở giai đoạn late game thì mỡ nghĩ rằng là hơi đuối và đi rừng thực sự là không hề mạnh chút xíu nào cả. Mỡ thấy là cái con nào đi rừng cũng khỏe, mỡ thấy là cái con Kelly này đi rừng thì không ổn. Sau này đứng FK là như nào? Mỡ thấy là cái con Kelly này đi rừng thì không ổn lắm, bởi vì là cái lượng sát thương của cái vị tướng này lên quái rừng ý là không hề nhiều. Ở đây là có bão cát tàn phá, không kịp giật bóng về đấy con khỉ, và đó là cái mạng thứ 6 của mỡ hạ gục đi được Claude ở trong tình huống vừa xong. Nói chung là cái con khe lịch này là một cái chất tướng ăn thịt anh em ạ. Đi đè nén hạ gục kẻ địch, đi lên để hạ gục kẻ địch á, bởi vì sát thương đến từ cái chiêu thứ nhất bão cát sa mạc, cái lốc xoáy sa mạc là rất lớn. Nhưng mà cái lốc xoáy sa mạc này sát thương nó chỉ gây ra được 50%, được một nửa lên quái rừng thôi. Cho nên đi rừng chậm lắm anh ạ. Túc vây đến từ vị trí của Guinevere, cô ta có được mạng của Utora, và ở đây là cô ta chạm sát thẳng vào mặt mỡ luôn. Nhưng sát thương là không đủ, Guinevere cùng với đó là cái vị tướng Johnson lùi được về trong cái tình huống mà cô ta lao lên hạ gục đi được Utora, sau đó lùi về trong vòng vây của 4 thành viên bên phía team của mỡ. Để xem nào, đường trên là đã bị đẩy xong này. Có lẽ rằng là mỡ sẽ phải ghé qua đường trên một chút xíu. Ở thời điểm hiện tại bây giờ mình có cho mình đó là cái diêu huyết cuồng này, lao ra với bão cát tàn phá, xoay một lần, xoay hai lần, xoay ba lần, làm chậm đến từ cái nội tại cưỡi cát phi hành, nhưng đó là không đủ. Mỡ dựng lưu xa thủ hộ ở đây, sát thương đến từ chiêu cuối động lực công phá của Claude là không hề có một chút xíu nào cả. Đó chính là cái phẩm chất của cái skill 2 của cái vị tướng khe lịt này, trong việc câu kéo đi cái lượng sát thương đến từ đối thủ. Đối thủ khi mà dồn sát thương vào cái con khe lịt này, nó sẽ trở nên vô ích anh em ạ. Và ngoại trừ những cái hiệu khống chế ra, không có cách nào có thể hạ gục được khe lịt khi mà cái vị tướng này có cho mình đó là một cái pha thi triển cái chiêu lưu xa thủ hộ cả. Trừ khi là team bạn đang to quá thôi và có trang bị khắc chế khả năng hồi máu. Ở xuống đường dưới này, một chặt này, xoay này, ôi thôi thế là xong rồi, nhảy hụt là toang, bởi vì bão cát tàn phá được kích hoạt ở đây. Solo kill 1v1 ao trình là rõ lên cái vị tướng Guinevere, bởi vì đơn giản chất tướng Khalid nó dễ outplay Guinevere lắm anh em ạ. Phải Guinevere đúng không, là phải hất tung thành công. Nhưng mà con Khalid này nó chả cần phải làm cái gì quá là trúng cả, nó chỉ cần làm trúng theo kiểu tương đối thôi là cũng có thể thắng được Guinevere rồi. Về chất tướng thì Guinevere mỡ nghĩ rằng solo 1v1 là không quá là ăn được cái vị tướng Khalid này đâu. Nhưng mà cũng cái pha ui
TikTok biến thẳng vào để dồn sát thương lên hàng Nga, nhưng đó là một cái quyết định đời hơi sai lầm của cái vị tướng Utora. Nhưng bằng cách nào đó cô ta vẫn hạ gục được đó là cái vị tướng hàng Nga, có đó mang về cái mạng dành cho đó là Aurora. Mỡ nhảy vào đây chấm dứt đi được đó là ui sao lại bị đạp cả qua bên tường là như nào này, vẫn có được mạng của đó là cái vị tướng Ba Đàng anh em nha. Và sau đó giật bóng về ui hất tung, tí nữa thì chúng mỡ cạnh tràng toàn lũ mù này anh ta hạ gục đi được đó là Lapu. Ôi anh ta liếm được luôn cả Franco anh em ạ, phải nồi thật. Còn mỡ thì anh ta chạy đi bởi vì cái lượng sát thương của cái vị tướng Khelit này nó không còn là ở giai đoạn gọi là hẳn là giữa game nữa rồi anh em ạ. Tầm này thì Khelit nó đã bước sang cái giai đoạn gọi là quá, nó là về giai đoạn mảng sau của game rồi, gần cuối game rồi, giai đoạn cuối game rồi. Cho nên là cái lượng sát thương của Khelit ở thời điểm hiện tại mượn đánh giá là không quá cao anh em thấy không? Chưa, thứ nhất cái lúc xoay ui thôi ui một làm choáng ui ui dựng tường ui đập ui nhiều choáng thế ơi từ từ lưu sát thủ được kích hoạt để hồi mạng ui lại để ui chết mợ quên mất anh em ạ. Mợ quên mất rằng là cái con Ba Đang này cứ hai đấm là nó lại gọi là tung ra một cái hiệu khống chế để lùi. Mẹ quên. Trời biết thế là dùng cái chiêu cuối cái bão cát tàn phá lướt đi bố nữa rồi. Ok thôi không sao. Quay trở lại đối với cái trận đấu này, KDA của mỡ thời điểm hiện tại mặc dù là cũng không quá tệ, nhưng mà tầm này hạ 8 mạng và phải nằm xuống một mạng là phải cho team bạn rất là nhiều tài nguyên á. Đó, tầm này là phải đánh khéo khéo một tí. Đứng trên là có Genovia, cùng với đó là cái vị tướng hàng Nga, đứng giữa là có Claude. Team này về late game nó khỏe lắm, mà mong chờ gì vào cái con Ondert đâu anh em. Bởi vì Ondert mà gặp phải thằng Claude chơi thông minh á, nó bật cái ngay anh em ạ. Ui, xem nào, chiêu cuối không đến, hơi ngắn và thao tác kỹ năng delay hơi nhiều, mỡ để mất con mồi đó là hàng Nga mất rồi. Mới pha tốc biến né đi quá dễ dàng cái toàn bộ chiêu thức đến từ vị trí của hàng Nga. Nhưng ê kìa đang lao xe lên này, mỡ chặn nha, bởi vì mỡ quan sát rằng không có ai đi cùng anh ta mất rồi. Dần dần lùi lại này, tránh cái hất tung đến từ vị trí của Genevieve này. Cô ta bị khống chế đến từ Franco, hai cái khống chế liền. Mỡ đang xoay tay ở đây, cố đức mạng của đó là cái vị tướng Genevieve và đang giữ vị trí. Chiêu cuối của mỡ sắp hồi, chiêu thứ hai của mỡ sắp hồi luôn. Mỡ sử dụng cái bão ca tàn phá chặn đầu, double kill đến từ vị tướng hàng Nga. Còn ở đây thì chỉ có ui, trời ơi nó kích cái giáp dày như thế này thì bố em mà tránh nó được. Mãi nổi thật. Thề cái ông Johnson này là ông chơi kiểu mắc giáp luôn anh em ạ. Dày vãi trưởng, đánh thực sự quá là cục xúc đến từ vị trí của Johnson. Nhưng thôi không sao, mợ sẽ xâm lấn vào rừng của team bạn, lấy đi cho mình đó là cái bùa đỏ. Trong khi đó thì team bạn đang có những cái chỉ số KDA khá là rượt đuổi bên phía team mợ. Ơi, ôi chết mà có nên lao ra không ta? Ui về đi ông ơi, ui dồi ôi. Phát nằm xuống hơi kiểu gọi là tãnh tò đến từ vị trí của cái ông Lapu Lapu, để cho Claude nó sấy bằng sạch máu, mỡ không ra kịp. À, ui dồi ông Franco, ông lại còn nhồng như thế. Con Franco đâu phải là cái chất tướng tanh khỏe đâu anh em. Franco chỉ là một cái chất tướng gọi là tung ra những kỹ năng hỗ trợ thôi. Ui ông Franco đánh hơi tấu hài rồi. Nằm xuống 5 mạng đến từ vị trí của Franco rồi. Trận đấu này khéo cẩn thận, khéo thua anh em ạ. Nãy giờ có thấy tầm ảnh hưởng của Ondert đâu. Vẫn đang cặm cụi đi farm anh em kìa. Anh em ơi, chờ mợ tí nhá. Hình như là cái điện thoại của mợ nó đang hơi có vấn đề. Anh em chờ mợ xí này. Kiểu cảm giác nó cứ bị... chắc là mợ sẽ phải gọi là ngắt đi một tí. Ok được rồi anh em bạn. Ok, lúc nãy là trong cái tình huống xong là một cái tình huống gọi là điện thoại của mợ đang hơi có vấn đề và đứng yên lúc xong thấy quay vào thấy mình bay màu luôn anh em ạ. Nhưng quay trở lại với giao tranh, kệ đi anh em ạ, coi như là cho team bạn một mạng. Thật ra là do mình chết ngu bởi vì mình không chịu về nhà đã thoát game anh em ơi. Nhưng không sao, mỡ có mặt ở đây, cung thân phong được kích hoạt trên người của Claude và sát thương của mỡ dồn vào là đủ. Nội tại của mỡ hạ gục đi được cái chất tướng xạ thủ của team bạn, dựng cái lưu xạ thủ ở đây hồi lại rất nhiều máu và sau đó quay ngược trở lại truy đuổi đến cái vị tướng Johnson. Ui sao chém con Johnson có 100-200 máu này, bao giờ nó toang. Ui từ từ nha. Đấy rồi, sẽ là xoay cái này xong rồi mới dùng chiêu cuối này. Ôi sao thương xuống vào đi từ Genovia là quá nhiều này. Giữ lưu xa thủ hộ. Ôi ôi ui hay đấm đúng rồi. Ôn đất lớn rồi anh em ơi. Ui ông ấy đấm được mỗi một con thôi, xong rồi hết mana. Ông ấy đi đánh nhau đâu mà hết mana gì mà phải trưởng luôn. Nhưng thôi không sao, ôn đất anh ta ra. Ui cái con Ba Đang Campuchia nó đang giết một chết 12 anh em ạ. Vãi trưởng luôn. Ba Đang Campuchia đang gọi là thể hiện cho chúng ta thấy một cái bộ mặt có thể nói rằng là kiểu mặc dù bây giờ Mông Cổ đang gọi là thống trị gọi là Mobile Legends đúng không? Nhưng mà Campuchia vẫn đang là một trong những cái kinh địch. Kinh vãi trưởng. Phút thứ 17 ông ấy giết một chết 12 anh em ạ. Vãi nồi thật, cái con Ba Đang Campuchia này mỡ mà thuộc cái team kia chắc mỡ cũng khô lời anh em ạ. Vãi nồi. Gánh con Ba Đang Campuchia này cũng hết hồn anh em ơi. Đúng là kiểu gọi là bắc gọi là gì ạ?
Bắc Mông Cổ, Nam Campuchia. Nhưng tôi khoan chém gió đã, bởi vì giao tranh đang ở đây. Mỡ đang đẩy hai cái vị tướng đam chính của team bạn lùi về, đó là Hằng Nga, cùng với đó là Genevieve, đang phân tách đội hình team bạn ra. Lapu Lapu có được mạng của Ba Đang Campuchia, nâng cái chỉ số của Ba Đang Campuchia lên 1-13 anh em ạ. Mỡ tiếp tục đuổi, đó là Genevieve, và cùng với đó là cái cô đã ơi đang đánh nhau, cái thằng ôn đớt đầy máu nó chạy về kia. Rồi ôi, team có thằng Đam thì nó lại chạy xuống dưới nó farm. Mệt mỏi quá anh em ạ. Đó, vừa sau là một cái pha giao tranh đang thắng tự dưng thành thua. Nhưng khoan, chúng ta lại phải hoãn lại, bởi vì ở đây đang có giao tranh. Đang có một cái pha ôn đớt lao thẳng vào đấm lên cái vị tướng Claude. Anh ta hạ gục đi được, đó là Claude, và Mỡ lại tiếp tục đuổi Hằng Nga về. Team bạn đang giao tranh, Ba Đang Campuchia lại lên bảng điểm số. Team bạn mất đi cho mình đó là ba thành viên, chỉ còn lại mỗi Johnson và cùng với đó là cái vị tướng Hằng Nga mà thôi. Mỡ giữ lại được cho mình đó là cái bùa xanh này, và ôn đớt anh ta đang solo kill đến cái con Lord này. Chắc chắn là sẽ ăn được thôi, bởi vì có Mỡ ở đây mà. Ê kệ thôi, con Johnson này có một mình à, không kệ, không phải sợ nó lắm đâu à. Ê thêm con Hằng Nga thì hên xui nha. Rồi từ từ nha, Mỡ giữ vị trí này. Mỡ có đôi cánh ở đây này, đang là giữ vị trí ăn lót. Bật cái lưu xa thủ hộ lên để né đi cái khả năng dùng sát thương đến từ cái con lót này. Liên tục là tránh những cái pha hất tung. Đấy rồi, chỉ còn lại duy nhất đó là cái vị tướng Johnson này thôi. Tập trung ăn cái con này nhanh nào, chỉ cần ăn được con này là win. Đấy rồi, Mỡ lao ra này, đó là bão ca tàn phá này, lao thẳng vào. Thôi chắc cái con này Mỡ chả đánh nữa đâu anh em ạ, bởi vì kiểu xoay kiếm mất có mỗi 200 máu như thế này thì đánh đấm cái quần que gì. Ồ, Ba Đang Campuchia có mặt ở đây, mang tiếng là Campuchia nhưng lại là gọi là đặt tên Việt Nam anh em ạ. Người Việt xa xứ hả? Người Việt xa xứ hả anh em? Hay là gọi là người Việt ở bên nước Cam? Nhưng không sao anh em ạ, đúng là Bắc Mông Cổ, Nam Campuchia, kinh thực sự luôn anh em ạ, kinh thực sự luôn. Nhưng trận đấu này thì có lẽ rằng là lỗi của Ba Đang nó phải chiếm tới 50-60% rồi, và lỗi còn lại là chia đều cho các thành viên của team bạn thôi, khi mà họ đã không tận dụng được cái lợi thế của họ với những cái chất tướng có khả năng kéo lên rất là mạnh, ví dụ như là Claude các thứ các kiểu. Mà cũng phải một cái lời khen dành cho cái anh chàng Johnson, khi mà anh ta có được một cái pha gọi là giữ thế cho team bạn anh ta lên mắc tanh đi, để mà anh ta câu kéo được rất nhiều sát thương. Ở đây là Genevieve bay màu, Mỡ lấy được hai đường cùng với team của Mỡ. Con Johnson này thì thôi, tầm này thì phá con Johnson để cho Claude vào anh em nha. Anh em nhìn này, xoay có mất máu đâu, nó cầm cả cái giáp bất tử thế kia thì bố ai mà thở được. Đây chém nó này, chém toàn 200 máu chơi với qué thì thôi team bạn ra rồi. Nhưng không sao, mục tiêu của Mỡ đã làm được, Lord đã vào trong nhà chính của team bạn. Trận đấu 21 phút này sẽ kết thúc tại đây thôi, và trên đây là toàn bộ cái video clip mà Mỡ muốn mang đến cho anh em về, đó là Kelly Vương Tử Sa Mạc. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like, đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.